Báo Trung Quốc từng nói gì về đại tướng Phùng Quang Thanh khiến Việt Nam tức giận? Tháng 10 năm 2014, đoàn đại biểu quân sự cấp cao Việt Nam do đại tướng Phùng Quang Thanh, lúc đó là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn, thăm hữu nghị chính thức Trung Quốc. Ngay sau chuyến thăm, Tân Hoa Xã có bài viết với nhan đề Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Phùng Quang Thanh, trước đây chống Mỹ cứu nước, nay lôi kéo Mỹ hỗ trợ. Các chuyên gia Việt Nam nhận định, bên cạnh một số thông tin tiểu sử đáng chú ý về cựu Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam, bài báo cũng đưa kèm một số bình luận võ đoán. Theo bài báo, ông Phùng Quang Thanh, sinh ngày 2 tháng 2 năm 1949 tại xã Thạch Đà, huyện Mê Linh, tỉnh Vĩnh Phúc, nay Mê Linh thuộc Hà Nội. Năm 1967, gia nhập Quân đội Nhân dân nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Năm 1968, gia nhập Đảng Lao động Việt Nam, nay là Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong các tướng lĩnh đương nhiệm của Quân đội Việt Nam, kinh nghiệm chiến đấu thực tế của ông Phùng Quang Thanh phong phú nhất. Vào thập niên 60 của thế kỷ trước, ông từng tham gia chiến đấu ở Quảng Trị, Nam Lào trong chiến tranh chống Mỹ cứu nước. Khi là chiến sĩ, ông Phùng Quang Thanh đã thể hiện rất dũng cảm. Năm 1971, nhờ có chiến công, ông đã nhận được danh hiệu Anh hùng diệt Mỹ, đảm nhiệm Đại đội trưởng Đại đội 9, Tiểu đoàn 9, Trung đoàn 64, Sư đoàn 320A Bắc Việt. Chính vào năm này đã diễn ra chiến dịch Đường 9 Nam Lào, làm cho cuộc đời ông Phùng Quang Thanh có sự chuyển ngoặt quan trọng. Theo bài báo, năm 1970, Campuchia xảy ra chính biến, chính quyền mới Campuchia thân Mỹ có ý định cắt đứt đường tiếp tế quan trọng của Bắc Việt đi qua cảng Sihanoukville, Campuchia. Mỹ và Việt Nam Cộng hòa tích cực viện trợ quân sự cho chính phủ mới Campuchia. Ngày 9 tháng 2 năm 1971, lữ đoàn nhảy dù 3 Nam Việt đã chiếm lĩnh cao điểm 543, điểm cao khống chế đường 9, chiến dịch đường 9 Nam Lào nổ ra. Để giữ vững tuyến đường tiếp tế chiến lược quan trọng này, quân đội Bắc Việt đã có phản ứng nhanh, điều tiểu đoàn 9, trung đoàn 64 tối cùng ngày đã giành lấy gò đồi Vô Danh, cách cao điểm 543 chưa đến 3.000m về phía Nam. Sau đó hai bên diễn ra đánh, giằng co quyết liệt. Trong lúc máy bay địch ném bom như giải thảm, ông Phùng Quang Thanh khi đó là đại đội trưởng đại đội 9 đã phát hiện quân Nam Việt có ý đồ nhảy dù xuống gò đồi Vô Danh, lập tức hạ lệnh cho đại đội phản kích, đồng thời thông báo cho ban chỉ huy tiểu đoàn. Tình hình khi đó rất bất lợi cho quân đội Bắc Việt, để tránh tập kích đường không, quân Bắc Việt phần lớn ẩn náu trong đường hầm. Trận địa bên ngoài đã bị lực lượng nhảy dù Nam Việt chiếm lĩnh, nhưng ông Phùng Quang Thanh dẫn đầu xung phong, dẫn dắt binh sĩ đánh đuổi lực lượng nhảy dù Nam Việt khỏi đồi Vô Danh. Tác chiến ngoan cường của đơn vị, ông Phùng Quang Thanh đã tranh thủ thời gian để quân tiếp viện đến. Ngày 11 tháng 2, quân đội Bắc Việt dưới sự yểm trợ của xe tăng đã phát động phản công đối với cao điểm 543 mà quân Nam Việt chiếm đóng. Đại đội của ông Phùng Quang Thanh làm tiên phong, họ đã xé rào dây thép gai do quân Nam Việt bố trí, đội mưa bom bão đạn, xông vào chiều sâu trận địa của địch, dùng dao chiến đấu, tiêu diệt được lực lượng tinh nhuệ của Nam Việt, cuối cùng buộc rất nhiều quân Nam Việt, trong đó có lữ đoàn trưởng lữ đoàn 3 Nguyễn Văn Thọ đầu hàng. Bài báo đặt vấn đề như vậy, cho rằng sau khi giành được chiến công trong chiến dịch đường 9 Nam Lào, ông Phùng Quang Thanh được trao tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang. Các học viện nhà trường quân sự trong và ngoài nước cũng tới tấp mở rộng cánh cửa chào đón ông. Tháng 6 năm 1971, ông Phùng Quang Thanh học ở trường sĩ quan lục quân Bắc Việt. Năm 1972, ông quay trở lại chiến trường, đảm nhiệm tiểu đoàn trưởng. Tháng 8 năm 1974, ông Phùng Quang Thanh được gọi về Hà Nội và học ở Học viện Quân sự Bắc Việt, nay đổi thành Học viện Lục quân Đà Lạt. Từ năm 1977 đến 1989, ông Phùng Quang Thanh trước sau đã đảm nhiệm chỉ huy cấp trung đoàn, sư đoàn. Năm 1989, ông Phùng Quang Thanh được cử đến học tại Học viện Quân sự Voroshilov, Liên Xô. Từ tháng 8 năm 1991 đến tháng 8 năm 1993, ông Phùng Quang Thanh quay trở lại sư đoàn 312 làm sư đoàn trưởng. Cuối năm 1993, ông Phùng Quang Thanh bước vào Bộ Tổng tham mưu Quân đội Việt Nam làm phó cục trưởng Cục Tác chiến Bộ Tổng tham mưu. Năm 1994 được thăng hàm thiếu tướng. Tháng 8 năm 1997, ông Phùng Quang Thanh được đào tạo ngắn hạn ở Học viện Chính trị Quân sự Việt Nam. Tháng 12 cùng năm, được thăng làm tư lệnh quân khu 1. Năm 1999, được thăng hàm trung tướng. Tháng 5 năm 2001, ông Phùng Quang Thanh đảm nhiệm Tổng tham mưu trưởng. Năm 2003, được thăng hàm thượng tướng. Tháng 8 năm 2006, ông Phùng Quang Thanh trở thành Bộ trưởng Quốc phòng. Tháng 6 năm 2007, được thăng hàm đại tướng. Đưa ra quan điểm như vậy, bài báo cho rằng, sau khi lên làm Bộ trưởng Quốc phòng vào năm 2006, ông Phùng Quang Thanh luôn nỗ lực điều chỉnh cơ cấu quân đội quá lớn. Rất nhiều đơn vị tác chiến của quân đội Việt Nam chuyển sang đảm nhiệm xây dựng sản xuất và đơn vị làm nhiệm vụ huấn luyện lực lượng dự bị. Cùng với việc một số cơ cấu tổ chức tác chiến bị xóa bỏ, lực lượng quân chính quy của Việt Nam đã từ 455.000 quân cắt giảm xuống khoảng 385.000 quân. Cắt giảm nhân viên đã tiết kiệm rất nhiều chi tiêu cho quân đội Việt Nam. Quân đội Việt Nam cũng từng bước đi lên con đường tinh binh. Ngoài ra, ông Phùng Quang Thanh còn ra sức thúc đẩy hiện đại hóa trang bị quân sự. Căn cứ vào các quy hoạch phát triển như kế hoạch hiện đại hóa lực lượng vũ trang thế kỷ mới,
Việt Nam đã rõ ràng lấy phương thức mua sắm nước ngoài làm chính để cải thiện hiện trạng trang bị quân sự lạc hậu. Những năm gần đây, Việt Nam trước sau đã nhập khẩu các trang thiết bị hiện đại hóa như tên lửa phòng không, radar cảnh giới, máy bay chiến đấu, xe tăng chiến đấu của các nước như Nga, Hàn Quốc, Cộng hòa Séc. Đồng thời, ông Phùng Quang Thanh rất coi trọng hoạt động ngoại giao quân sự, tích cực mở rộng phạm vi và độ sâu hợp tác quân sự đối ngoại của Việt Nam. Năm 2012, khi tiếp đón Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta ở trụ sở quân sự Hà Nội K2000, ông kêu gọi Mỹ hủy bỏ lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho Việt Nam, đồng thời cho biết điều này sẽ có lợi cho bình thường hóa hoàn toàn quan hệ hai nước. Ông còn cho biết, một khi phía Mỹ dỡ bỏ lệnh cấm, nhu cầu cấp bách nhất của Việt Nam là mua rất nhiều linh kiện để sửa chữa, bảo quản, nâng cấp các loại vũ khí trang bị do Mỹ chế tạo đã thu được trong chiến tranh. Thời điểm đó, có quan chức cao cấp Mỹ tiết lộ, Mỹ đang tích cực cân nhắc hủy bỏ cấm vận vũ khí đối với Việt Nam. Quyết định liên quan sẽ chính thức đưa ra vào cuối năm 2014. Lô vũ khí đầu tiên bán cho Việt Nam có thể bao gồm máy bay trinh sát P-3 Orion để tăng cường năng lực giám sát và phòng thủ tuyến đường bờ biển cho Việt Nam. Thông tin này được tiết lộ đã lập tức gây chú ý rộng rãi cho dư luận. Có phương tiện truyền thông phương Tây phân tích cho rằng Mỹ và Việt Nam, hai cựu thù 40 năm trước, hầu như sắp bước vào thời kỳ trăng mật. Tuy nhiên, bài báo cho rằng Mỹ dỡ bỏ cấm vận bán vũ khí cho Việt Nam chỉ là nhu cầu của chiến lược tái cân bằng châu Á-Thái Bình Dương và không có nghĩa là Mỹ sẽ kết nạp Việt Nam thành nước đối tác, càng không có nghĩa là Việt Nam sẽ xa vào vòng tay của Mỹ. Theo tuyên truyền của bài báo, trên thực tế do hai nước Mỹ-Việt tồn tại khác biệt lâu dài về ý thức hệ, chế độ chính trị và ý thức hệ của hai nước có sự khác biệt rõ rệt, làm cho hai nước Mỹ-Việt tất yếu tồn tại vấn đề không đủ lòng tin. Việt Nam chỉ muốn thông qua ngoại giao cân bằng để tạo được mọi điều kiện thuận lợi và giành lấy một số lợi ích giữa Mỹ và các nước lớn ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Sáng 11 tháng 9, theo thông tin từ Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương, Đại tướng Phùng Quang Thanh, sinh năm 1949, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, sau thời gian lâm bệnh, mặc dù được Đảng, Nhà nước, tập thể các giáo sư, bác sĩ tận tình cứu chữa, gia đình hết lòng chăm sóc, nhưng do bệnh nặng, sức yếu, Đại tướng đã từ trần vào hồi 3 giờ 45 phút ngày 11 tháng 9 năm 2021 tại nhà riêng, số 10 ngõ 9 đường Nguyễn Tri Phương, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. Đại tướng Phùng Quang Thanh là vị tướng trưởng thành qua chiến đấu. Cuộc đời binh nghiệp của ông là tấm gương sáng về tinh thần chiến đấu anh dũng, kiên cường, ý chí và nghị lực vươn lên. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 10 của Đảng năm 2006, ông được bầu vào Ban chấp hành Trung ương Đảng, được Trung ương bầu vào Bộ Chính trị và phân công làm Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 11 của Đảng năm 2011, ông tiếp tục được bầu vào Ban chấp hành Trung ương Đảng, được Trung ương bầu vào Bộ Chính trị và phân công làm Phó Bí thư Quân ủy Trung ương. Tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 13, Đại tướng Phùng Quang Thanh được Quốc hội phê chuẩn tiếp tục làm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Tháng 4 năm 2016, tại kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa 13, Quốc hội phê chuẩn Chủ tịch nước miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Với nhiều đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, sự phát triển trưởng thành của quân đội, Đại tướng Phùng Quang Thanh được Đảng, Nhà nước phong tặng anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và nhiều danh hiệu cao quý khác. Cuối tháng 6 năm 2015, Đại tướng Phùng Quang Thanh khi còn đương chức Bộ trưởng Quốc phòng đã sang Pháp khám bệnh. Giáo sư Phạm Gia Khải, thành viên Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương khi đó cho biết, Đại tướng bị dập phổi trong một tai nạn ô tô từ hồi kháng chiến. Lúc bấy giờ, ông đi khám thì phát hiện phổi bị xơ hóa. Tháng 7 năm 2015, ông Phùng Quang Thanh về nước sau khi được bác sĩ thăm khám tổng quát và thông báo sức khỏe ổn định. 3 tháng sau, tại phiên thảo luận tổ ở Quốc hội, Đại tướng Phùng Quang Thanh dành trọn 1 giờ đồng hồ để phát biểu về tình hình quốc phòng, an ninh, bảo vệ chủ quyền quốc gia. Trong đó ông khẳng định Việt Nam giữ quan hệ độc lập, tự chủ, không đi với nước lớn này để chống lại nước lớn khác. Ông nói, chúng ta chỉ phòng thủ bảo vệ đất nước, không bao giờ đi xâm lấn, tấn công bất kỳ một ai, nhưng phải có thực lực để bảo vệ đất nước.